Xin kính chào bà con. Hôm nay A Đầu giới thiệu với bà con cái dòng bắt quái xanh ethylene, thân xanh đuôi xám. Cái hàng này nó là 24 khung bà con nhé, 24 khung có nghĩa là cái tổng chiều dài của nó là 7 mét. Một cái đặc điểm của cái thân cái model này đó là cái thân của áo của nó màu xanh, lỗ của nó là 0.3 ly là bắt được cái tép gạo, đuôi của nó là 2 ly, là đuôi nhỏ nhất hiện nay trên thị trường Việt Nam. Kính thưa bà con, riêng dòng bắt quái này là đáp ứng được cho bà con ở những vùng đánh có những con tép nhỏ nhất, tép gạo, tép diêu là có thể đánh được cho bà con, không sợ bị lọt ra bên ngoài, tại vì kích thước của nó chỉ là bằng cái chân nhang thôi, chân nhang cắm vào thôi, chân nhang cắm vào nó chưa lọt được. Thì cái hàng này ba cái khung cuối cùng nó là sẽ là bắt đầu là đã có cái đuôi xám rồi, đuôi xám kéo dài ra và đuôi đằng sau nó dài khoảng tầm gần 1 mét nữa cho bà con. Về cái hôm của nó bà con nhìn thấy không, rất là đều, cái thân hôm của nó vào khoảng tầm 2/3 cái phần thân bà con ạ. 2/3 phần thân đấy, bà con nhìn có thể quan sát được là cái đuôi cái hom của A Đấu cho rất là đẹp, rất là cân, rất là vuông, rất là đều. Và còn đây là kích thước của cái lỗ lưới này bà con này, lỗ 2 ly này, lỗ mắt vuông 2 ly. Đấy. Cái mục đích của cái đuôi xám của cái dòng này á, là để cho làm sao con tép nhỏ nhất nó chui về phía túi là mình có thể tận dụng được, mình bắt được. Còn thân ở trên là 3 ly để đánh cho nó thoáng hơn tí, cho đó bị bí cái phần lưới. Cái khoảng có nghĩa là cái khung này có chiều cao là 20 x 30 bà con nha, 20 x 30. Đấy. Còn về nói về cái hom của cái bát quái này rất là đều, rất là cân, hình chữ nhật rất là đều, bà con nhìn thấy không ạ, rất là đẹp. Hom sâu, túi mau, thân mau, hàng đẹp, hàng kỹ cho bà con. Thì bà con có thể quan sát ngay ở dưới ruộng đây. Thì cái hàng này cũng đang đánh ở dưới trực tiếp đang đánh ở ngay dưới ruộng này. Hàng này hàng 3 ly cho bà con xem được. Bà con đánh lâu ngày bà con có thể mang lên bà con vệ sinh nha, giặt được thì càng tốt, giặt lên trong ngoài bà con phơi nắng cho bà con lại đánh tiếp. Đánh như thế thì nó sẽ hiệu quả cho những lần sau. Đấy. Hàng này đánh bắt được tất cả luôn. Cua, cá, tôm, đơn trạch bắt được tất. Thì bà con có nhu cầu đặt hàng liên hệ trực tiếp với A Đấu. A Đấu sẽ tư vấn thêm cho bà con và cách vận chuyển, cách giao hàng cho bà con trên toàn quốc. Bà con nhớ đăng ký kênh của A Đấu, tại vì A Đấu ra rất nhiều các video, rất nhiều các sản phẩm, các model mới để phục vụ cho bà con. Xin kính chào bà con.